Tại Việt Nam, người dùng thành thị có mức tiếp nhận dịch vụ số cao nhất, trong đó dịch vụ vận tải đứng đầu danh sách chỉ sau thương mại điện tử với 85%. Theo đánh giá của CEO Lalamove, ứng dụng giao hàng hàng đầu châu Á hiện nay và có giá trị cả tỷ đô la Mỹ, thì Việt Nam có nhiều yếu tố để hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là trong vận chuyển, giao hàng ứng dụng các công nghệ mới. Chỉ 30 giây là có xe nhận đơn hàng, biết trước giá cước trước khi đặt đơn, theo dõi hành trình xe giao hàng bằng GPS thời gian thực và hệ thống quản lý đánh giá chất lượng của tài xế là những gì mà ứng dụng giao hàng này mang tới. Theo giám đốc điều hành Lalamove, ông Paulo, thời gian Covid đã gây tác động khó khăn đối với nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tăng trưởng khi nhu cầu vận chuyển thuốc men và thực phẩm cũng trở nên nhiều hơn. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang bắt đầu khởi động lại hoạt động kinh doanh và Lalamove vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ, góp phần hỗ trợ cho sự tăng trưởng của các doanh nghiệp. Mạng lưới tài xế của Lalamove đã phủ tới hơn 40 tỉnh thành và sở hữu đa dạng loại phương tiện vận chuyển từ xe máy, xe van, xe bán tải, xe tải có trọng tải lên đến 2,5 tấn. Việt Nam là một thị trường sôi nổi và chúng tôi tự tin chinh phục thị trường này. Chúng tôi liên tục mở rộng đội ngũ nhân sự tại Việt Nam. Chúng tôi tin mình sẽ có thể hoạt động tốt và ngày càng củng cố mối quan hệ ba bên khi vừa mang đến dịch vụ giao hàng siêu tốc đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp cũng như góp phần tăng thu nhập cho các đối tác tài xế. Đại diện Lalamove cũng nhìn nhận, nhờ tận dụng công nghệ hiệu quả, doanh nghiệp có thể tìm được tài xế giao hàng chỉ trong 30 giây qua ứng dụng giao hàng này. Từ đó có thể kiểm soát chi phí vận chuyển, đồng thời góp phần gia tăng thu nhập cho các đối tác tài xế. Kết quả, số lượng người dùng doanh nghiệp và đối tác tài xế đã có mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 200% so với cách đây 2 năm.